Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thật sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, luận giải về vận mệnh của con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi, bằng cách lập đa số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao, cộng thêm căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi giúp chúng ta có những dự đoán được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc hay thậm chí là những tai ương của bản mệnh, từ đó đưa ra những biện pháp hóa giải để thay đổi, giúp mọi người được thành công và hạnh phúc. Và trong tiếp chuỗi hành trình luận tử vi, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng luận giải các hung nạp vận của những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đồng thời, cùng nghe những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam, xem những gia chủ tuổi Tân Dậu cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới. Và làm sao để giúp các gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn. Xin mời quý vị hãy theo dõi thật kỹ video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt, trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của bản mệnh. Quý vị thân mến, đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Những người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhọ báng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến họ khá tỉnh táo. Ngoài ra, họ là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Họ còn là người coi trọng hạnh phúc của gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhân nại, dịu dàng, cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp quý gia chủ vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021, tuổi Tân Dậu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực. Vì vậy, trong tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Quý âm thủy gặp Dậu âm kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong thời gian này, các gia chủ tuổi Tân Dậu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Viện lồng ghép vào trong đó. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Tân Dậu trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng Quý Tỵ, tuổi Tân Dậu gặp cục diện tam hợp, bản mệnh có thể hoàn toàn mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp trong tháng này. Bản mệnh sẽ trở nên khá may mắn
trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh. Vì vậy, năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tuy nhiên, trong tháng 4 âm lịch, tử vi cũng nhắc nhở người tuổi Tân Dậu cần phải cẩn thận, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Hơn nữa, do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 4 âm lịch, cho nên bản mệnh sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế bản mệnh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cũng cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, thì những gia chủ tuổi Tân Dậu cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, những người tuổi Tân Dậu không quá lo lắng về nhiều đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi của bản mệnh cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Trong tháng, tuổi Tân Dậu có thể may mắn kiếm được rất nhiều tiền, bởi hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bản mệnh là người giỏi đầu tư các dự án tài chính có rủi ro và lợi nhuận thấp có vẻ kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh lại có xu hướng chi tiêu nhiều. Tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ và có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, tị, dậu, sửu của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng để hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Dậu trong tháng 4 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người được thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Dậu đã có gia đình cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời của mình. Trong tháng 4 âm lịch này, gia đình cũng sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo nhất. Tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, cũng như để mọi thứ được suôn sẻ, yên ổn. Các gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1981 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 4 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp sức khỏe của quý gia chủ tốt hơn. Nhưng bản mệnh phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao tiếp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bản mệnh uống và hút thuốc nhiều hơn.
Cho dù sức khỏe của quý gia chủ tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tân Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Tân Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 4, tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, nạp sát, đinh mão. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 4, tức ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp sát, kỷ mão. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 4, tức ngày 20 tháng 5 dương lịch, nạp sát Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 4, tức ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch, nạp sát Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạp Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.